Cả cha hảo. Đây là bài 31 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung theo giáo trình Hàn ngữ quyển 1, tương với phần tiếp theo của bài 10 quyển 1. Bây giờ trước tiên hãy nghe từ ở tại. Giải. Giải. Có đang ở đây không? Nguyên văn là ở không. Giải mà. Giải mà. Cách này thường được dùng để hỏi ai đó có mặt hay không? Có ở đây hay không? Nguyên văn là ở không ở. Giải bố giải. Giải bố giải. Bố bạn có ở đây không? Hay bố bạn có ở nhà không? Nguyên văn là bạn bố ở không? Nhí bà bà giải mà. Nhí bà bà giải mà.